Những trận pháo kích dữ dội nhất lịch sử phần 2 Trận chiến Kwajalein Kwajalein là một đảo san hô nhỏ thuộc quần đảo Marshall Thái Bình Dương. Mỹ chiếm lại đảo này từ tay phát xít Nhật. Một trận đánh kéo dài từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 1944. Đây là một trong những chiến thắng tiêu biểu cho chiến lược nhảy cốc của Mỹ tại Thái Bình Dương. Theo những tiêu chuẩn thông thường thì quy mô pháo binh được sử dụng trong trận này không quá ấn tượng. Tuy nhiên, mức độ dữ dội thì không hề kém cạnh những cuộc chiến lớn trên bộ. Các tàu chiến Mỹ đã bắn 14.000 phát đạn pháo, một số với cỡ đạn lên đến 360mm lên hòn đảo trong hai ngày đêm. Mỗi viên đạn của đại pháo 360mm có trọng lượng lên đến 640kg. Cùng thời gian đó, quân Mỹ đã đổ bộ lên những đảo sang hô nhỏ quanh Kwajalein, triển khai pháo giả dạ chiến 105mm và 155mm và đã 29.000 phát đạn pháo vào hòn đảo hàng trăm lượt máy bay ném bom hạng nặng của không quân cùng oanh tạc dữ dội nhằm vào hòn đảo bé nhỏ này. Một nhân chứng cho biết, như thể cả hòn đảo bị nhấc lên không trung rồi thả rơi xuống. Lực lượng đồn trú bảo vệ đảo của Nhật thiệt hại nặng nề, với 4.300 trong tổng số gần 5.000 quân thiệt mạng. Bài học từ Kwajalein cho thấy, việc phòng thủ bờ biển chống đổ bộ là vô nghĩa trước hỏa lực áp đảo của quân Mỹ. Vì vậy, trong những trận chiến sau đó, như tại Guam, Peleliu, Awujiam, quân Nhật bỏ trống bờ biển và tập trung phòng thủ sâu bên trong đảo. Trận chiến tại Verdun Trận chiến giữa quân Đức, Pháp tại Verdun trong Thế chiến nhất là một trong những trận giết khốc liệt và đẫm máu nhất trong lịch sử loài người. Kéo dài trong gần một năm, từ tháng 2 đến tháng 12 năm 1916, trận chiến này khiến cả hai bên chịu thiệt hại nặng nề với hơn 800.000 binh sĩ chết và bị thương. Mục tiêu chính của người Đức không phải là chiếm khu vực này mà nhằm tiêu diệt nhiều sinh lực của quân đội Pháp nhiều nhất có thể và qua đó loại nước này khỏi vòng chiến như phần lớn những chiến dịch quy mô khác trong Thế chiến 1, Verdun cũng được mở màn bằng một trận pháo kích dữ dội bắt đầu lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày 21 tháng 2 năm 1916. Quân đội Đức kỳ vọng cơn mưa đạn pháo khủng khiếp này sẽ có thể tiêu diệt phần lớn lực lượng phòng thủ của Pháp, ước tính gồm 200.000 quân tại thời điểm mở màn trận đánh. Phía chính diện có chiều rộng khoảng 13 km bị pháo kích bởi hơn 1.200 khẩu pháo. Số đạn dược đủ cho 6 ngày nằm ngay cạnh các khẩu đội với tổng cộng hơn 2.500.000 viên đạn được vận chuyển bởi 1.300 chiến xe lửa. Trong 9 giờ đầu tiên pháo kích, cấp tập, trung bình mỗi giờ có 100.000 viên đạn rơi xuống Verdun. Hỏa lực pháp binh Đức tạo thành một biển lửa vô tận. Những chiến hào của quân Pháp hoàn toàn bị vùi lấp, ngay cả những cây cổ thụ lâu năm cũng bị tróc gốc với những mảng thi thể vương vãi trên các nhánh cây. Mặc dù có lợi thế về tính bất ngờ và sự vượt trội về lực lượng vào thời điểm mở màn trận đánh, người Đức thất bại với mục tiêu của mình khi trận đánh càng lúc càng kéo dài thì thiệt hại của hai bên là gần như tương đương. Và đến tháng 12 năm 1916, quân Đức đã bị đẩy lùi về vị trí ban đầu như trước khi trận đánh xảy ra. Chiến dịch Bagration Được đặt tên theo một vị tướng Nga trong cuộc chiến chống lại Napoleon, chiến dịch Bagration là một cuộc tổng tiến công chiến lược có quy mô lớn mà Hồng quân Liên Xô thực hiện trong Thế chiến 2 Bắt đầu từ ngày 22 tháng 6 năm 1944, đúng 3 năm sau ngày phát xít Đức tấn công Liên Xô, chiến dịch này đã gần như tiêu diệt hoàn toàn phân diện quân trung tâm, xương sống của quân đội Đức tại mặt trận phía đông và dọn đường để Hồng quân tiến vào lãnh thổ Đức. Chiến dịch cũng được mở màn bằng cuộc pháo kích với quy mô chưa từng có, hơn 30.000 khẩu pháo và súng cối, bao gồm hơn 2.000 dàn pháo phóng hỏa tiễn, đồng loạt khai hỏa trong trước 2 giờ. Trung bình mỗi khẩu pháo của Hồng quân đã bắn 6 tấn đạn sang tuyến phòng quân của Đức.